Sau khi debut từ Thanh Xuân Có Bạn 2, các thành viên The Night đều thi nhau lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Sau Ngô Thư Hân, đến lượt Hứa Gia Kỳ, Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đều có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Mới đây, bộ phim Thanh Phong Lãng Nguyệt Hoa Chinh Khái, Gió Mát Trăng Thanh Hoa Đua Nở với sự tham gia của Hứa Gia Kỳ và Hoàng Thánh Trì đã hoàn thành quá trình quay, tung ảnh tạo hình các diễn viên nhân lệ đóng máy. Nội dung của Thanh Phong Lãng Nguyệt Hoa Chính Khai xoay quanh mối quan hệ hỗn loạn gà bay chó sủa giữa công chúa Trần Lãng Nguyệt và kiến trúc sư thiên tài Lý Thanh Phong. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, Trần Lãng Nguyệt có tính cách tự do, phóng khoáng và đặc biệt si mê những công trình kiến trúc vĩ đại. Nàng bỏ trốn khỏi cung, làm giả danh tính để gia nhập đội xây dựng của Lý Thanh Phong và La Duệ. Hứa Gia Kỳ là một trong những thành viên có lượng fan đông đảo nhất của The Night. Trước khi ra mắt cùng nhóm, cô đã là một ca sĩ, diễn viên quen mặt với khán giả dù chỉ đóng vai phụ. Bộ phim đóng chính đầu tay của Hứa Gia Kỳ cũng vì thế mà giành được sự quan tâm lớn. Sau khi Thanh Phong Lãng Nguyệt Hoa Chính Khai công bố ảnh tạo hình diễn viên, từ khóa về phim và Hứa Gia Kỳ đã lọt vào top tìm kiếm trên Weibo, cho thấy sức hút của thành viên The Night. Tuy nhiên, danh tính nam chính lại gây thất vọng cho các fan The Night vì Hứa Gia Kỳ sẽ là người gánh hoàn toàn phần quảng bá và truyền thông cho phim. Hoàng Thánh Trì là sao nam vô danh của màn ảnh Hoa ngữ. Anh sinh năm 1995, chỉ mới đóng vai phụ trong các phim thần tượng như Bong Bóng Mùa Hè, Từng Đợt Sóng Vỗ. Diễn xuất của Hoàng Thánh Trì cũng không được đánh giá cao, nhiều khán giả đã chê bai anh sau khi xem phim. Ngoại hình của Hoàng Thánh Trì cũng không đủ sức thu hút khán giả, không đáp ứng được kỳ vọng về một nam chính phim thần tượng. Ngoài ra, dàn diễn viên cũng toàn gương mặt chẳng ai biết đến, nên Hứa Gia Kỳ gần như là người phải kéo ca bộ phim. Điều này đã dồn áp lực thành công của phim lên Hứa Gia Kỳ vì cô nổi tiếng hơn, rất dễ bị đổ lỗi khi phim không được như mong đợi. Hứa Gia Kỳ sinh ngày 27 tháng 8 năm 1995, là người Lâm Hải, Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện là nữ ca sĩ thần tượng và nữ diễn viên tại Trung Quốc đại lục. Cô là một trong những thành viên của nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc SNS48. Ngày 14 tháng 10 năm 2012, tại buổi họp báo công bố thành viên thế hệ thứ nhất của SNS48, cô chính thức trở thành thành viên thế hệ thứ nhất của SNS48. Ngày 12 tháng 1 năm 2013, cô chính thức được ra mắt tại buổi công diễn Give Me Power. Cô đồng thời cũng là thành viên của Style Sevens và Seven Senses, một nhóm nhạc nhỏ theo hướng quốc tế hóa của SNS48. Cô cũng là thành viên của nhóm nhạc The Night được ra mắt vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Hứa Gia Kỳ được khen là vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém các mỹ nhân đình đám K-pop như CZ, Yuna. Hứa Gia Kỳ còn hát tốt, vũ đạo cực ổn, có thể múa truyền thống lẫn nhảy hiện đại. Ngoài ca hát, Hứa Gia Kỳ bắt đầu lấn sân sang phim ảnh và tham gia nhiều show thực tế. Hứa Gia Kỳ được kỳ vọng trở thành mỹ nhân cổ trang thế hệ mới trên màn ảnh vì đường nét gương mặt sắc sảo như tranh vẽ. Cô nàng từng được so sánh nhan sắc không kém cạnh mỹ nhân 4.000 năm quốc tình y trong tạo hình cổ trang.